1. Xét nghiệm ADN cho bò. Sự việc xảy ra tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An giữa ông Thò Bá Xô và ông Lương Văn Thú. Xuất phát từ thói quen thả rông trâu bò, ông Xô bị thất lạc bò từ năm 2005 đến năm 2017 thì tìm lại được con bò lạc do ông Thú chăn giữ. Còn ông Thú thì cho rằng đây là con bò của ông thất lạc từ năm 2016. Sau nhiều lần được chính quyền hòa giải không thành, còn con bò thì không biết nói, nên ông Xô và ông Thú đã kéo nhau ra tòa. Tòa án Nhân dân huyện Quế Phong buộc phải lấy máu xét nghiệm ADN bò để xác định huyết thống. Kết quả là xác định được bò là bò của ông Xô, còn gia đình ông Thú vừa không được bò lại vừa mất 5 triệu đồng cho chi phí xét nghiệm ADN của bò. Sự việc đang được lan truyền trên mạng xã hội. 2. Đám cưới mang tên nhân vật lịch sử. Một đám cưới hy hữu giữa đôi bạn trẻ có tên giống với vị vua của nước Việt Nam. Theo đó, chú rể có tên là Quang Trung, cô dâu có tên là Nguyễn Huệ. Đọc tấm thiệp này, trong số chúng ta ai cũng sẽ liên tưởng đến vị vua Quang Trung Nguyễn Huệ, một vị vua văn võ song toàn, có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho dân tộc. Những ai được tham dự đám cưới của đôi bạn trẻ này hẳn cũng thấy vinh dự phải không nào? Em biết bắt đầu em yêu anh không? Em thì em biết bắt đầu em yêu anh không? Em thì em biết bắt đầu em yêu anh không?